Cộng đồng tiền điện tử đã được một phen hỗn loạn vào đầu ngày hôm nay khi những cáo buộc nghiêm trọng nhằm vào Tether xuất hiện. Giới Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra khả năng nhà phát hành USDT đã vi phạm lệnh cấm vận tài chính và quy định chống rửa tiền, thậm chí bị cáo buộc liên quan đến tội phạm quốc tế. Không chỉ dừng lại ở đó, cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran cũng làm rung chuyển thị trường. Các đợt tấn công mới nhất đã đẩy giá Bitcoin sụt giảm mạnh, trong khi các nhà đầu tư đang loay hoay tìm lối thoát. Trong khi đó, MicroTerritory đạt cột mốc lịch sử, tiếp tục khẳng định vị thế bạn đồng hành của Bitcoin với cú tăng ngoạn mục. Ở một diễn biến khác, khi Open Mainnet của Phi Đế Quốc đang cận kề, các pioneer đang được khuyến cáo cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phân loại DApp trên Pyroser để đảm bảo trải nghiệm an toàn. Rất cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Cộng đồng tiền điện tử đầu ngày hôm nay đã được một phen hoang mang sau khi chính quyền Mỹ đưa ra cáo buộc nghiêm trọng đối với Tether, nhà phát hành đứng sau stablecoin USDT. Theo Qualtrics Sonder, Tether đang đối diện với nguy cơ bị khởi tố từ Bộ Tư pháp Mỹ do bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận tài chính, quy định chống rửa tiền. Các công tố viên tại văn phòng công tố Manhattan đang điều tra khả năng Tether đã bị lợi dụng bởi các tổ chức tội phạm để mua bán chất cấm, tài trợ khủng bố và rửa tiền. Bộ Tài chính Mỹ cũng cân nhắc việc đưa Tether vào danh sách trừng phạt do nghi ngờ các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách cấm vận của Hoa Kỳ như nhóm khủng bố Hamas và tay buôn vũ khí Nga đã sử dụng dịch vụ của công ty. CEO Tether, Paolo Andreano, ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc, khẳng định không có cuộc điều tra nào nhắm vào công ty. Trước đây, Tether đã từng hợp tác với chính quyền Mỹ để truy quét tội phạm, đóng băng tài sản hàng trăm triệu đô la vào cuối năm 2023, nhưng cũng từng bị phạt 61 triệu đô la vào năm 2021 vì sai phạm trong bảo chứng USDT. Thông tin về cuộc điều tra xuất hiện trong lúc Tether đang mở rộng sang thị trường tài chính truyền thống với lợi nhuận nửa đầu năm 2024 đạt 5,2 tỷ đô la. Thị trường tiền điện tử tiếp tục rung chuyển trước căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran vào rạng sáng ngày 26 tháng 10 giờ Việt Nam. Israel đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các căn cứ quân sự ở thủ đô Tehran để đáp trả vụ phóng tên lửa của Iran vào đầu tháng. Động thái này nhằm loại bỏ các mối đe dọa hiện tại và tiềm ẩn từ Iran, nhưng không nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy lọc dầu hay sân bay. Trước đòn phản công của Israel, Iran đã ngay lập tức đóng cửa không phận để đề phòng các cuộc tấn công tiếp theo. Một số quan chức tình báo giấu tên tiết lộ rằng cuộc tấn công đã được Mỹ ngầm chấp thuận. Những diễn biến địa chính trị này đã làm rung chuyển thị trường tiền điện tử. BTC giảm mạnh về mức 65.600 đô la sau khi thông tin về cuộc tấn công lan rộng, trước khi phục hồi lên 67.095 đô la vào chiều nay. Các altcoin lớn cũng chịu tổn thất với mức giảm từ 4% đến 14% trong 24 giờ qua. Kết hợp với tin tức về khả năng Tether bị điều tra, thị trường crypto đã trải qua 12 giờ đầy biến động, ghi nhận lượng lệnh phái sinh bị thanh lý lên đến 336 triệu đô la, trong đó 89% là lệnh long. Các chỉ số tài chính của Mỹ vẫn chưa phản ứng do vụ tấn công diễn ra sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa, khiến nhà đầu tư phải chờ đến phiên mở cửa ngày 28 tháng 10. Cổ phiếu MicroTerritory đã có cú bứt phá ngoạn mục trong phiên giao dịch cuối tuần, tăng từ 235 đô la lên 245 đô la, đạt mức cao nhất trong 25 năm qua. Trước thềm công bố báo cáo thu nhập quý 3 vào tuần tới, dù sau đó điều chỉnh về 234 đô la, cổ phiếu này vẫn cho thấy sự vượt trội so với chỉ số S&P 500, ghi nhận mức tăng 242% từ đầu năm, trong khi S&P 500 chỉ tăng 37%. Trong 5 năm qua, giá cổ phiếu MicroTerritory đã tăng 1.588%, bỏ xa mức lợi nhuận 94,18% của S&P 500. Được xem như bạn đồng hành của BTC, cổ phiếu MicroTerritory luôn di chuyển song hành với thị trường tiền điện tử nhờ mối liên hệ chặt chẽ giữa công ty và tiền điện tử này. Tỷ lệ MSTR trên BTC đạt kỷ lục 0,354, chứng minh rằng cổ phiếu MicroTerritory đang vượt trội so với BTC. Giá trị tài sản ròng, NAV của MicroTerritory cũng đã leo thang, với mức chênh lệch đạt gần 3, cao nhất từ đầu năm 2021, với hơn 252.000 BTC trị giá khoảng 17 tỷ đô la. MicroTerritory tiếp tục củng cố vị thế là tổ chức nắm giữ BTC lớn nhất thế giới.
Hòa cùng không khí sôi nổi xung quanh BeFest 2024, Spirit Marketplace hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của sự kiện thương mại này, mang lại cơ hội đột phá cho các doanh nghiệp muốn tận dụng tiềm năng của hệ sinh thái Pinewood. BeFest 2024 không chỉ thu hút hàng triệu pioneer từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là bước tiến quan trọng chứng minh tính thực tiễn của Bitcoin trong thương mại toàn cầu. Với những tính năng độc đáo như đăng ký merchant, quảng bá sản phẩm với giá ưu đãi thông qua Bitcoin và giao dịch nhanh chóng, miễn phí, Spirit Marketplace tạo ra không gian thương mại sôi động từ các sản phẩm điện tử, gia dụng đến thời trang và bất động sản. Các merchant có thể khai thác tiềm năng đa dạng của nền tảng. Ngoài ra, khả năng thanh khoản tức thì trên app giúp các doanh nghiệp linh hoạt trong mọi giao dịch, tận dụng Bitcoin để phát triển bền vững. Tại BeFest 2024, các tính năng độc đáo này sẽ làm nổi bật Spirit Marketplace như một bệ phóng mạnh mẽ, hỗ trợ sự phát triển bền vững của Pinewood trong kỷ nguyên thương mại số phi tập trung. Khi Open Mainnet của Pinewood đang tiến gần, việc phân biệt và lựa chọn các DApp trên Pbrowser trở nên đặc biệt quan trọng để đảm bảo trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho cộng đồng Pioneer. Hệ sinh thái Pinewood hiện chia các DApp thành 3 loại chính. Mỗi loại có những đặc điểm riêng mà người dùng cần cân nhắc. Đầu tiên, Verify App được đánh dấu bằng biểu tượng màu tím là các ứng dụng đã được xác minh và phê duyệt bởi Bitcoin Team. Những DApp này đảm bảo mức độ an toàn cao khi sử dụng, mang lại sự tin cậy cho người dùng. Đây là lựa chọn hàng đầu dành cho các Pioneer khi muốn trải nghiệm các dịch vụ và sản phẩm trong hệ sinh thái Pi. Tiếp theo là Unverified App, được cảnh báo bằng biểu tượng màu cam, chưa được xác minh bởi Bitcoin Team, mặc dù có tiềm năng đóng góp vào hệ sinh thái. Các ứng dụng này có thể bị xóa nếu vi phạm quy định, do đó người dùng cần thận trọng và đánh giá kỹ lưỡng trước khi sử dụng. Cuối cùng, Testnet App là các ứng dụng thử nghiệm sử dụng đồng Pi Test trong môi trường mạng thử nghiệm. Đây là nơi các nhà phát triển thử nghiệm các tính năng mới trước khi ra mắt chính thức. Hiện tại đã có gần 100 DApp trên Pbrowser và con số này dự kiến sẽ tăng mạnh khi Open Mainnet đi vào ổn định. Việc phân loại rõ ràng giúp người dùng dễ dàng lựa chọn DApp phù hợp, đồng thời hỗ trợ cộng đồng Pi duy trì môi trường giao dịch an toàn và bền vững. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã quay đầu điều chỉnh, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 2,383 nghìn tỷ đô la, giảm 3% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 66.982 đô la, giảm 1,2% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 2.465 đô la, mất 3% trong ngày. Binance Coin giao dịch tại 582 đô la. CryptoLetter xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.